xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phi Vlog của mình nha. Thì đây con diều mình mới làm xong các bạn ơi. Thì hôm nay mình có rủ ông anh mình ra đây thả chung cho vui nha các bạn. Đó, thì con diều này con diều này tên gì cũng không biết luôn. Anh Bill, con diều tên gì anh Bill? Batman. Batman Chiwi hả? Phải không? Em làm con diều này không, em cũng không biết là con này là con diều gì luôn. Đó, nhiều nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Vừa giống dơi mà vừa giống Batman nữa các bạn ơi. Đấy, không biết là kêu bằng diều gì luôn. Đó, ok, thì mình vừa mới làm con diều xong này, thì hôm nay mình anh em mình ra đây mình anh em mình thả test cho các bạn xem nha, thử coi có con diều này bay được hay là không nhé các bạn. Nếu như mà một hồi con diều này mà bay đầm á, thì bạn nào mà muốn mình làm video hướng dẫn thì comment mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn xem cái video về cái con diều này luôn nha. Ok, thì giờ mình sẽ bắt đầu mình thả nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ cho ông anh mình thả nha các bạn. Anh mình tên anh Bill nha. Đó, thì bữa nay quá trời gió luôn các bạn ơi. Bữa nay mình sẽ cho ông anh mình test thử thả con diều Batman này thử coi bay hay là không nha. Ok, thả anh Bill. Đây. Ôi. Bị tiễn quá vậy ta. Trời quá lớn rồi. Thả thử vừa ở dưới coi như thế nào, tại vì gió quá khứ luôn rồi. Hả? Bị tiễn hết bên hả? Ok, bây giờ phải tìm cách sửa cái con gì này các bạn ơi, nó bị tiễn một bên này. Ok các bạn ơi, thì nãy do nó bị nghiễn bên phải các bạn, cho nên bây giờ mình cột cho nó hai bên cánh, hai cái đuôi nữa nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thả lại thử nha. Đó, mình nghĩ chắc ok rồi đó. Ok, cho ông anh mình thả luôn. Đấy. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Trời, thêm trời đang chuyển mưa âm u nữa, thả con diều này là đúng bài luôn. Rồi. Gió quá trời gió luôn. Hả? Quá trời gió các bạn ơi. Đấy. Diều đúng ngầu luôn các bạn ơi. Thả thêm luôn anh Bill. Thêm dây đi. Thêm chạy âm mưu nữa các bạn, thả diều nhìn đúng ngầu luôn. Anh lại lại nào. Super Batman. Đó, đầm hết anh Bill. Ok rồi đó. Anh mở gần cho các bạn xem nha. Đấy, cho các bạn dễ xem. Ôi, ôm cục điện rồi. Ôm cục điện rồi. Ok, mình sẽ thả lên lại nha các bạn. Đây. Đó. Diều Batman hay là diều dơi gì cũng nói nha các bạn ơi. Mình thấy ok rồi đó. Hồ. Do chắc cái cây nó không đều các bạn ơi, cho nên nó bị nghiễn một bên. Thì mình cột cho nó hai cái đuôi hai bên đó các bạn. Đấy. Bữa nay gió quá trời gió luôn. Ok các bạn ơi, con diều bay rất là đầm luôn các bạn. Đấy, lên chảnh là mình mới sửa lại, giờ nó đứng chỗ một luôn các bạn ơi. Đấy. Hôm nay cho ông anh mình thả diều đã luôn. Thì bạn nào mà muốn làm cái con diều diều dơi này thì các bạn cứ comment cho mình nha. Thì mình sẽ thực hiện một cái video hướng dẫn mình làm cho các bạn xem nha. Đó. Thì con diều này làm cũng khó mà cũng khó, mà dễ cũng không dễ nha các bạn. Đó, thì bạn nào làm thì các bạn cứ comment thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đó, thì diều lên rất là đầm luôn. Đấy. Nhìn nó bay rất là mắc cười luôn các bạn. Lâu rồi không thả gì, thả lại phê anh Bill. Các bạn ơi, thì mình mới cột cho nhiều, mình thêm cái đuôi thôi các bạn. Cột lên dây chỉnh cho nó dài dài như nó đã các bạn. Mình sẽ thả dây ra cho nó lên cao luôn các bạn ơi.
thử nhiều lên trên cao như thế nào nha. Đó, nhìn nó nhỏ xíu xíu luôn các bạn. Lên nào. Rất là cao luôn à. Đã hết dây luôn các bạn ơi. Trời chiến mưa lâm râm mà các bạn ơi, rớt hộp rồi. Thì bây giờ mình sẽ thu không nhiều lại nha các bạn. Ở đây thả như đây các bạn ơi, gió rất là dữ luôn. Tính thả thêm một tí nữa nhưng mà trời mưa rồi các bạn ơi, lâm râm rồi. Thì cho nên mình quán không nhiều rồi, về luôn nha các bạn. Đấy, ok các bạn ơi, thì hai anh em mình giờ chuẩn bị về nha các bạn. Nếu như mà các bạn xem video thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha. Đó thì vừa Batman CB nè các bạn ơi, của anh Bill đặt tên cho nó đó. Thì ok giờ mình sẽ đi về luôn các bạn ơi, chuyển mưa luôn rồi. Thì bạn nào mà muốn làm thì cứ comment cho mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn làm nha. Ok, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nha. Bye.